Tôi vì đau đớn cho cảnh đất nước bị giày xéo nên tôi chống Mỹ. Tôi chống đế quốc Mỹ đã xâm lược miền Nam Việt Nam, đem bao đau thương tan tóc cho đồng bào tôi. Cầu Chúa tha tội cho. Không cần. Kẻ có tội chính là đế quốc Mỹ. Tôi rất tiếc đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi. Anh trai ơi, không được giết chồng tôi. Tôi muốn sống và chiến đấu như một người cộng sản. Hãy để tôi nhìn lần cuối cùng mảnh đất thân yêu của tôi. Không được giết chồng tôi. Quên giết tôi. Quên giết tôi. Hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Việt Nam mỗi năm. Nếu phải xa anh thì dù trong hoàn cảnh nào em cũng không sợ chúng nó. Em ráng tìm mọi cách tham gia hoạt động cách mạng như các anh các chị trong tù đã dạy dỗ hướng dẫn em.